10 kiểu đổi mới, lời mở đầu, phần 1 giờ 10 phút loại đổi mới bạn cần biết, phần 2, những phương pháp đổi mới giúp doanh nghiệp của bạn phát triển tốt hơn, phần 3, bước đầu tiên bạn cần làm là phân tích, sau đó hãy hành động, phần 4, nghiên cứu kỹ chất lượng của sản phẩm, phần 5, các cấp độ của tham vọng đổi mới, phần 6, đưa ra chiến thuật đổi mới phù hợp, lời kết, lời mở đầu, vì sao bạn nên đọc cuốn sách này. Đổi mới hoặc chết là một thuật ngữ phổ biến trong cuộc sống hiện đại. Nhịp sống nhanh, hối hả yêu cầu các cá nhân, các doanh nghiệp phải luôn làm mới mình để theo kịp sự phát triển của xã hội. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng biết cách đổi mới, không phải người lãnh đạo nào cũng có tầm nhìn và chiến lược để xây dựng kế hoạch phát triển doanh nghiệp của mình. Nếu bạn cũng đang loay hoay tìm cách đổi mới, hãy nghe những ý tưởng từ cuốn sách sau đây. Tên sách 10 kiểu đổi mới, quy tắc xây dựng sự đột phá. Nhiều công ty muốn đổi mới nhưng lại áp dụng sai kỹ thuật, sử dụng những chiến lược không hiệu quả để xây dựng kế hoạch. Điều này vô tình tạo ra phản ứng ngược và khiến các doanh nghiệp càng trở nên khó khăn hơn. Chính vì vậy, các tác giả Larry Kelly, Ryan Pitkey, Brian Quinn và Helen Wunters đã cùng nhau viết nên cuốn sách này. Họ đều là những chuyên gia tư vấn đổi mới hàng đầu. Họ nêu lên chi tiết những việc bạn cần làm như lập kế hoạch, đưa ra các chiến thuật phù hợp và thúc đẩy sự sáng tạo hiệu quả. Sau đây, bạn sẽ hiểu kỹ hơn về việc đổi mới, 10 loại đổi mới là gì và làm thế nào để xác định và triển khai một chiến thuật đổi mới thành công. Phần 1. 10 loại đổi mới bạn cần biết. Mang lại sự đổi mới có nghĩa là kết hợp ít nhất 5 trong 10 loại đổi mới khác nhau thuộc 3 mục chính, bao gồm cấu hình, từ loại thứ nhất đến loại thứ 4, cung cấp, loại thứ 5 và thứ 6, và kinh nghiệm, từ loại thứ 7 đến thứ 10. 10 loại đổi mới được mô tả cụ thể như sau. Thứ nhất, mô hình lợi nhuận. Đây là mô hình kinh doanh và là cách công ty bạn kiếm doanh thu. Mô hình lợi nhuận mới phá vỡ các tiêu chuẩn về dịch vụ sản phẩm, giá cả và các thủ tục. Ví dụ về một nhà hàng ăn, họ bán đồ ăn rẻ hơn cho khách nếu khách hàng đặt bàn từ sớm. Nhà hàng kiếm được tiền lãi từ các khoản thanh toán trước của khách. Thứ hai, mạng lưới các doanh nghiệp. Khi kinh doanh, có thể bạn sẽ đặt ra câu hỏi, làm thế nào bạn có thể hợp tác với những đối tác ngoài doanh nghiệp để xây dựng nên những giá trị cốt lõi? Hãy nhìn ví dụ về Natura, một công ty mỹ phẩm của Brazil. Công ty này đã xây dựng thành công mạng lưới với 25 trường đại học trên toàn cầu. Thứ ba, cấu trúc. Đổi mới cấu trúc xem xét cách công ty của bạn xây dựng nên tổ chức, gây dựng vốn cũng như con người. Hãy tuyển dụng những người làm việc hiệu quả nhất để mang đến lợi ích tối ưu. Thứ tư, quy trình. Tìm kiếm các phương pháp sáng tạo, khác biệt với hoạt động kinh doanh bình thường để xử lý các công việc của bạn. Kiểu đổi mới này ảnh hưởng đến quá trình vận hành cốt lõi của công ty. Ví dụ, hệ thống sản xuất tinh gọn của Toyota đã tìm cách làm cho mọi bước sản xuất hiệu quả nhất có thể. Thứ năm, hiệu suất sản phẩm. Bao gồm những tính năng và chức năng đặc biệt giúp phân biệt hàng hóa và dịch vụ của bạn so với các sản phẩm của đối thủ. Các công ty có sự sáng tạo cao thường chiếm ưu thế đặc biệt trên thị trường. Ví dụ, máy bóc vỏ khoai tây của OXO được bán với giá gấp 5 lần so với những máy bóc vỏ khác trên thị trường. Thứ 6. Hệ thống sản phẩm. Đây là cách bạn phát triển, đổi mới sản phẩm của mình dựa trên khả năng tích hợp. Chẳng hạn, Oscar Mayer, công ty thịt của Mỹ tạo ra hộp cơm trưa bao gồm bánh quy, thịt, phô mai và món tráng miệng. Hộp cơm này đã tiết kiệm được vô số thời gian của các bậc phụ huynh bận rộn. Thứ 7. Dịch vụ. Khách hàng đánh giá cao các công ty cung cấp dịch vụ cao cấp. Ví dụ như Japot, công ty bán lẻ giày hàng đầu thế giới luôn nỗ lực hết mình để làm hài lòng khách hàng. Họ thậm chí giới thiệu cho khách sản phẩm của đối thủ khi không còn hàng để bán. Thứ 8. Kênh. Đây là nơi các công ty chuyển sản phẩm hoặc dịch vụ của họ ra thị trường. Một kênh giao dịch thuận lợi sẽ đem đến những trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng. Chẳng hạn, dịch vụ Wishpanet miễn phí của Amazon cho phép người dùng Kindle đặt hàng và tải sách điện tử trong vòng chưa đầy một phút. Thứ 9. Thương hiệu. Khách hàng của các công ty có thương hiệu lớn thường coi mình là thành viên của cộng đồng đặc biệt. Cửa hàng tạp hóa của Trader Joe thường cung cấp cho khách những sản phẩm có nhãn riêng đặc biệt, điều mà không nơi nào khác cung cấp. Thứ 10. Sự tham gia của khách hàng. Sự đổi mới này nhấn mạnh vào cách các công ty kết nối với khách hàng của họ. Ví dụ, Apple giới thiệu các dịch vụ gần đây nhất của mình tại hội nghị các nhà phát triển toàn cầu. Những khách hàng được mời tham dự sự kiện luôn cảm thấy vinh dự. Sau những cuộc họp như vậy, họ luôn đưa ra những phản hồi có giá trị cho công ty. Phần 2. Những phương pháp đổi mới giúp DONH nghiệp của bạn phát triển tốt hơn. Đưa ra một sản phẩm mới đôi khi là chưa đủ trong thị trường cạnh tranh. Do đó bạn cần biết cách kết hợp 10 loại đổi mới để tạo ra sự đột phá tốt hơn.
Để có thể áp dụng thành công 10 phương pháp trên, hãy làm theo các mẹo sau. Mẹo đầu tiên, bạn cần hiểu rõ về 10 phương pháp đổi mới. Mẹo thứ hai, nghĩ về cách bạn định xây dựng nền tảng và thúc đẩy những trải nghiệm mới. Mẹo thứ ba, sử dụng những phương pháp quan trọng nhất. Hãy phân tích cẩn thận và đánh giá chi tiết những phương pháp phù hợp với sản phẩm của bạn. Mẹo cuối cùng, bạn phải hiểu những gì khách hàng của bạn muốn, từ đó nghiên cứu kỹ lưỡng để thực hiện mong muốn của khách hàng. Cùng tìm hiểu một ví dụ tiêu biểu sau đây, Google đã sử dụng 8 trong số 10 phương pháp đổi mới nêu trên. Trong mô hình đổi mới lợi nhuận, chương trình AdWords của họ cho phép người dùng đặt giá thầu cho quảng cáo. Về đổi mới cấu trúc, Google thu hút những nhân tài hàng đầu bằng cách tạo ra môi trường làm việc năng động và cung cấp đồ ăn miễn phí cho nhân viên. Trong phương pháp đổi mới quá trình, thuật toán Pagerank của Google đã thay đổi đáng kể hoạt động kinh doanh trên công cụ tìm kiếm. Trong đổi mới hiệu suất sản phẩm, Google đã giới hạn quảng cáo ở 25 ký tự để đơn giản hóa cho các nhà quảng cáo và người tiêu dùng. Với đổi mới các hệ thống sản phẩm, Google cho phép các bên thứ ba kiếm tiền từ quảng cáo trên trang web của họ. Trong đổi mới dịch vụ, Google cung cấp dịch vụ quảng cáo tích hợp. Với phương pháp đổi mới kênh, họ cung cấp cho người dùng thông tin cụ thể theo vị trí định vị. Và cuối cùng trong đổi mới thương hiệu, Google luôn mang đến cho người dùng một trang chủ với thiết kế đơn giản, dễ nhận biết. Phần 3, bước đầu tiên bạn cần làm là phân tích, sau đó hãy hành động. Khi bạn tiến hành đổi mới, hãy quản lý những chi tiết nhỏ nhất. Để quyết định những bước cần thực hiện, bạn cần bắt đầu với việc phân tích sự đổi mới. Quá trình này sẽ giúp bạn phát hiện ra những cơ hội sáng tạo mới. Hãy đặt ra câu hỏi, điều gì đang thay đổi, những khoảng trống trên thị trường ở đâu? Chúng ta có thể học được gì từ người khác? Đâu là khuyết điểm của doanh nghiệp? Tìm kiếm cơ hội và điểm mù với 6 bước phân tích sau đây. Bước 1. Xác định ranh giới. Ở bước này, bạn cần quyết định rõ loại ngành mà bạn sẽ tiến hành phân tích. Bước 2. Xác định về ý nghĩa của sự đổi mới. Liệu sự đổi mới nào là cần thiết đối với doanh nghiệp của bạn? Bước 3. Tham khảo sự đổi mới của các doanh nghiệp khác nhau để học hỏi và rút kinh nghiệm cho doanh nghiệp của mình. Bước 4. Trực quan hóa và đánh giá kết quả của sự đổi mới. Bước 5. Xác định những yếu tố sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp và khách hàng của bạn. Bước 6. Xác định rõ bước đi trong tương lai. Để tiến xa hơn, bạn cần xác định rõ phương hướng và chiến lược cụ thể cho kế hoạch của mình. Phần 4. Nghiên cứu kỹ chất lượng của sản phẩm. Nghiên cứu kỹ thị trường là cần thiết cho bất kỳ phân tích nào. Khi Procter & Gamble, một tập đoàn hàng tiêu dùng đa quốc gia của Mỹ, quyết định tham gia vào thị trường tạ ở Trung Quốc, họ đã thực hiện nghiên cứu về sức khỏe của trẻ sơ sinh tại đây. Nghiên cứu chỉ ra rằng trẻ sơ sinh dùng bỉm Pampers của họ ngủ ngon hơn trẻ sơ sinh dùng tã vải. Mặc dù có giá thành cao, nhưng sản phẩm của họ cũng chứng minh cải thiện sức khỏe cho trẻ em. Điều này đã mở ra cuộc cách mạng tã Trung Quốc. Mọi người bắt đầu sử dụng bỉm thay vì tã để bảo vệ sức khỏe cho con mình. Hãy bắt đầu phân tích với 3 khía cạnh đầu tiên. Trước hết, bạn cần xem xét nội bộ, đánh giá truyền thống thay đổi của công ty. Làm thế nào bạn có thể thay đổi các hoạt động cũ? Thứ hai, nhìn ra xung quanh để đánh giá sự cạnh tranh với các công ty đối thủ. Bạn có thể làm điều gì khác biệt? Thứ ba, nhìn vào khoảng cách để xem những sản phẩm mới nhất trên thị trường. Xem xét cách công ty ngoài ngành đối phó với thách thức tương tự công ty bạn. Hầu hết sự đổi mới xảy ra trên 3 khía cạnh, đó là mô hình kinh doanh, nền tảng hay chính là khả năng cốt lõi hoặc trải nghiệm của khách hàng. Phần 5, các cấp độ của tham vọng đổi mới. Có 3 cấp độ tham vọng đổi mới khác nhau bạn cần theo đuổi. Với cấp độ đầu tiên, đổi mới cốt lõi, bạn cần thay đổi những điều sẵn có bằng cách cải thiện các dịch vụ hiện tại. Điều này giúp các thương hiệu thành lập lâu năm hoạt động tốt hơn. Với cấp độ thứ hai đổi mới liền kề, bạn cần thay đổi ranh giới để phát triển những khả năng mới. Với cấp độ cuối cùng, đổi mới chuyển đổi, bạn cần thay đổi cuộc chơi. Đổi mới chuyển đổi sẽ thay đổi mọi thứ, mang lại sự thay đổi mạnh mẽ cho thị trường và giúp công ty của bạn tăng trưởng tốt hơn. Phần 6. Đưa ra chiến thuật đổi mới phù hợp. Hãy chọn ra chiến thuật đổi mới phù hợp nhất với công ty của bạn. Bạn có thể sử dụng những chiến thuật cũ, nhưng hãy đảm bảo kết hợp chúng theo những cách mới để đạt được những đột phá quan trọng. Đối với mô hình lợi nhuận, sử dụng các chiến thuật như đấu giá, giá cả kèm theo. Để kết nối với các công ty trong mạng lưới, hãy sử dụng mô hình nhượng quyền hoặc liên minh. Để đổi mới trong cấu trúc, hãy thử hợp tác với các công ty, các trường đại học. Để đổi mới quy trình, bạn có thể thử phương pháp như sản xuất tinh gọn hoặc sản xuất linh hoạt. Để thay đổi hệ thống sản phẩm, hãy đánh giá lại các sản phẩm công ty bạn đang sở hữu và xem xét cho ra mắt những sản phẩm mới.
Với chiến thuật đổi mới dịch vụ, bạn có thể xem xét đến các chương trình khách hàng thân thiết hoặc chương trình dùng thử sản phẩm trước khi mua. Hãy xác định mức độ tham vọng của bản thân và cách bạn theo đuổi những loại đổi mới khác nhau. Đổi mới đòi hỏi sáng tạo, kỷ luật, tham vọng và khả năng phân tích cao. Đừng để văn hóa công ty cản trở bạn. Triển khai các chiến thuật và điều chỉnh văn hóa doanh nghiệp theo đó. Đổi mới là một quá trình dài đòi hỏi cách tiếp cận đúng đắn. Bạn cần xác định các thành phần trong dự án, các tổ chức phù hợp, nguồn lực và hiệu suất công việc. Hoàn tất mọi thủ tục và kiểm tra chắc chắn mọi quy trình hoạt động trước khi mang ra ngoài thị trường. Hãy hành động như một tên cướp biển. Bắt đầu bằng cách bỏ qua tất cả các quy tắc cũ. Thay thế chúng bằng các quy tắc của riêng bạn. Một khi bạn sẵn sàng với sự đổi mới này, hãy thực hành nhanh chóng. Lập kế hoạch để loại bỏ đối thủ của bạn. Đây là cách bạn thay đổi cuộc chơi và cũng là mục đích của sự đổi mới. Lời kết, bạn sẽ có một tự tin hơn và thành công với dự án đổi mới của mình. Cuốn sách đã cho chúng ta cái nhìn khách quan hơn về sự đổi mới và những cách để thành công khi quyết định đổi mới doanh nghiệp. Hy vọng bạn sẽ có một tự tin hơn và thành công với dự án đổi mới của mình sau khi nghe cuốn sách này. CHUCMNG chúc mừng bạn đã đọc xong bản tóm tắt của cuốn sách 10 kiểu đổi mới của các tác giả Larry Kelly, Ryan Bickey, Brian Quinn và Helen Wunters để nắm rõ hơn những kiến thức giá trị này. Anh chị hãy tham khảo bản đầy đủ của cuốn sách để mang lại hiệu quả nhất. Sau mỗi lần đọc những bản tóm tắt, hãy đưa ra ít nhất 3 hành động có thể thực hiện được ngay cho bản thân, đội ngũ, doanh nghiệp. Bởi vì chỉ có hành động mới tạo ra kết quả.